Ok, hôm nay á mình sẽ nói về vấn đề tại sao những phụ nữ sau khi sinh, các mẹ đó sau khi sinh lại có dấu hiệu trầm cảm. Thì nó có hai lý do. Lý do đầu tiên á là lý do khoa học nha các bạn. Cái này là bác sĩ y tá lúc nào cũng quan tâm tới điều đó và lúc nào cũng hỏi về cái tâm lý sức khỏe của người mẹ liên tục sau khi sinh, sau khi về nhà. Họ nhắn tin những cái đường link giống như là bệnh viện họ có cái access vô cái phone của bạn á, thì họ sẽ nhắn tin để hỏi về vấn đề tinh thần và sức khỏe của bạn. Còn lý do thứ hai á là xung quanh những bà mẹ trầm cảm đó đó là toàn là những người không hề biết thông cảm các bạn. Không hề biết thông cảm ở đây á là phải thông cảm được cái sự khó chịu và đau đớn và cực nhọc của cái người mẹ sau khi sinh á, mà mình công nhận nha, khi mà mình đẻ hai đứa rồi mà mình từng trải qua nuôi đứa đầu thì đứa thứ hai này mình đang nuôi đúng không, thì mình cảm thấy sức mạnh của người phụ nữ đúng là ghê gớm. Thì các bạn là bạn bầu bì, bạn đẻ xong thì sao đó, mấy cái đó là mình nói rồi đúng không, là đó tùm lum tùm la đau đớn các kiểu mình không nói, mà sau khi đẻ nó còn ghê hơn nữa, không ngủ các bạn, không hề ngủ, bạn mệt mỏi, bạn đau đớn cơ thể sau những năm tháng dữ dội đó, rồi bạn lại không ngủ, rồi cứ 1 2 tiếng bạn cứ cứ giật con khóc, con bú, con thay tã, rồi nó khó ngủ, rồi đủ thứ chuyện hết. Nói chung là giấc ngủ của bạn chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng là dài nhất. Thì nhiều khi mình có mấy câu nói đùa với bạn bè mình á, nhiều khi nó rủ mình đi ăn, cái mình mới nói với nó là ở trong nhà tao đi vệ sinh còn khó, còn không được nữa, nghĩ sao đi ăn, không có đi đâu được các bạn. Như là thời gian cho mình là không có rồi, lúc nào cũng con cái chân. Thì mình thấy những xung quanh những người mà ở xung quanh những người bà mẹ mà bị trầm cảm nặng á, cái yếu tố đó rất là quan trọng, tại vì họ đã bị tác động lên cơ thể tinh thần của họ bởi các hormone thay đổi rồi, cho nên là cái tâm lý, cái sức khỏe của họ rất là không ổn định rồi, thì không được tỉnh táo, thật sự là không được tỉnh táo nha. Khi mà mình đẻ xong nó thì có mình bấm, mình book Uber đó, mình còn không biết book làm sao. Mình nhớ lại cái đứa đầu tiên á, còn cái đứa thứ hai này thì mình không dám nhìn vô gì hết trơn, mình không có dám suy nghĩ hay mình không dám nhìn vô cái phone làm gì hết trơn, tại vì mình biết là cái não của mình nó đang trong thời kỳ gọi là trống rỗng á các bạn, empty luôn, không có suy nghĩ hay là không có nhanh nhẹn bất cứ cái gì hết trơn. Thì đó, thì những người mà xung quanh những bà mẹ trầm cảm nặng nề đó thì nên suy nghĩ lại, tại vì phải biết cái sự thiếu ngủ thiếu, rồi ăn uống thì linh ta linh tinh, hoặc là ăn không đúng giờ đúng giấc, rồi nghỉ ngơi thì không có, sau những thời gian mang bầu mệt mỏi rồi đẻ con mất máu rồi đau đớn các kiểu. Mọi thứ đều khó khăn hết các bạn, mọi thứ đều hệ lụy sau này hết, chứ không phải là tự nhiên đẻ xong rồi thôi đâu. Nuôi con là cả một quá trình cực khổ nữa. Nhiều khi cái đứa trẻ nó cũng thì cũng hơi hiểu, nó khỏe mạnh là được rồi, thật sự là như vậy. Cũng đừng có, nhiều khi bà mẹ họ bận tối tối túi bụi với đứa con á, họ đâu có nhìn đứa con là nó mập hay nó ốm hay là nó như thế nào đâu, thật sự là không nhìn ra luôn á, tại vì lúc nào cũng túi bụi cho nó ăn, cho nó uống, cho nó ngủ, rồi vệ sinh sạch sẽ nó. Nên nó đừng bao giờ nói về cân nặng của những đứa con đối với
Thì mình nói về vấn đề những em bé mà các bà mẹ họ nuôi rất là cực các bạn. Họ không hề bỏ bê con cái gì đâu, nhưng mà thì tùy cái tạng người của cái đứa bé đó, nó mập hay nó ốm thôi. Có những đứa bé nó ăn uống rất là ít nhưng mà nó vẫn mập, hoặc là nó vẫn tròn hay là như thế nào đó, thì tại vì do cái tạng người nó vậy rồi, nó giống ba hay giống mẹ nó, hay là nó cơ thể nó phát triển trong cái thời kỳ 3 tuổi đầu đời của nó như vậy, tại vì nó phải mọc răng này nọ, nhiều khi ăn uống không được nữa thì nó ốm. Nhưng mà miễn sao thì uống sữa, sữa thì có nó giàu canxi chất bổ này nọ. Các bạn thấy mấy đứa Mỹ không, mấy đứa Mỹ nó ăn uống rất là đơn giản nhưng mà đứa nào cũng bự như là cái gì vậy, thì toàn nó ăn bơ sữa đường thôi chứ chứ đâu phải là nó. Trời, nói chung là nhìn mấy các loại cháo của Việt Nam, cháo dinh dưỡng cũng rồi, nhìn nó khó. Mình tại vì khi các bạn nấu đồ ăn á, các bạn nấu quá mức á, hoặc là có những cái thành phần á mà mình nấu quá lửa, hay là nấu quá nhiệt độ, hay là nấu quá lâu hay gì á, thật sự nó cũng không còn chất đâu các bạn. Cho nên thì mình thấy á, không nên bàn về vấn đề cân nặng của đứa trẻ đối với những người mẹ quá quá nhiều, hoặc là cứ lặp đi lặp lại. Ví dụ mình nói một lần hai lần vậy thôi, còn mà mình nói quá nhiều á thì làm cho những người mẹ họ còn mệt mỏi không, buồn bã thêm, tại vì họ đâu muốn con họ ốm vậy. Thì theo mình đó, thì thật ra mình cũng suy nghĩ cũng tội nghiệp mấy đứa trẻ, nhiều khi nuôi con nít chứ đâu phải nuôi heo đâu mà cứ thích nó mập. Mà hỏi các bạn chứ ngộ lắm nha, con nít á lúc còn nhỏ đó, thì thích nó mập ú bự thù lù gì đó, thích vậy chị đáng chi không biết nữa, chỉ để có những hình ảnh rồi clip để làm. Thì đó, em bé nó mập hay không mập á, thật sự là do tạng người rất là nhiều nha. Cho dù bạn ép ăn, bạn nuôi kỹ đến mức độ cỡ nào đi chăng nữa, thì maybe thì chỉ đỡ hơn được chút thôi, chứ không thể nào một to bự giống như những đứa khác được hết trơn á. Nhiều khi nó đâu thích ăn nhiều gì đâu, hay là nó đâu thích uống nhiều hay gì đâu, cái cơ thể của nó chỉ cần cái lượng như vậy thôi. Thì mình chỉ khi mà mình ép á, là mình ép thêm một chút thôi, chứ không phải nào mà mình ép kiểu mà gấp 3, gấp 4 hay là gấp 10 để cho mà dí theo bự theo mấy đứa kia được chứ. Cái đó rất là hại những bộ phận bộ bộ không phải bộ phận mà bộ đồ lòng ha, bộ đồ lòng ha, gan thận các kiểu trong cơ thể của nó đó. Thì với lại á, một điều nữa, đối với những bà mẹ mà bị trầm cảm vậy á, thì những người xung quanh họ nên nên hiểu chuyện một chút, khi mà ghé thăm họ hay như thế nào cũng phải cho họ biết cái thời gian một chút. Tại vì lúc nào khi mà họ nuôi con á, khoảng khoảng được 1 tháng 2 tháng họ sẽ có thời khóa biểu cho đứa con và cho chính bản thân họ và chính trong gia đình luôn, để mà họ tìm được một chút thời gian họ nghỉ ngơi các bạn, hoặc là phải có chút thời gian để họ ăn, họ uống, rồi họ tắm rửa, họ chăm sóc bản thân của họ nữa. Chứ bây giờ nhiều khi có những ngày em bé nó dễ, nó đang ngủ ngon rồi mình cũng ngủ ngon, rồi qua bất chợt rồi cuối cùng mất giấc ngủ cả mẹ lẫn con, rồi không được nghỉ ngơi, rồi rồi nhiều khi nói chung là hả, mình thấy nó rất là rối. Đối với mình á, thì khi mà mình qua nhà ai á, mình làm gì á, thì mình nên cho họ biết là thời gian qua và lúc nào qua, thời qua từ mấy giờ đến mấy giờ,
để mà người mẹ họ biết đó, họ sắp xếp và họ chuẩn bị tâm lý, ồ có người sẽ qua hay này nọ thì sẽ bớt mệt mỏi hơn, bớt quạo hơn nữa các bạn. Tại vì mình nhấn mạnh lại một lần nữa là người mẹ họ thức đêm thức ngày với đứa con rất là cực, nhịn ăn nhịn uống nhịn đi vệ sinh nhịn tất cả các thứ, nhiều khi đau bụng cũng phải nhịn, rồi nhịn xong rồi cái nó hết đau rồi rồi lại bị thêm chứng bệnh táo bón rồi bệnh này bệnh kia. Nói chung là mình thấy rất là mệt mỏi và kiệt sức, stress nữa các bạn. Nói chung khi mà con lớn á, thì sẽ đỡ hơn, hy vọng là vậy. Thì nhiều người nói ơ trời mày muốn con mày lớn hả, con lớn thì có sẽ những vấn đề khác, nhưng mà đối với mình á, mình thấy con lớn á, mình dễ xử lý hơn, mình dễ nói chuyện hơn, mình dễ sắp xếp hơn. Còn cái đứa trẻ nó nhỏ quá, bây giờ nó khóc nó la nó hét á, nhiều khi không biết nó muốn gì mà không biết nó đau ở đâu hay là nó như thế nào, nhưng mà rất là đầy sự lo lắng và đầy sự mệt mỏi. Mình thấy con lớn con mình giờ 1 tuổi mấy đúng không, nó ngủ xuyên đêm luôn, nó ngủ từ 8 giờ tối, nó ngủ tới 6 7 giờ sáng luôn, thì trong trong đêm nó chỉ uống nước thôi các bạn, không cần phải đi hâm sữa pha sữa. Ngủ xuyên đêm ở đây có nghĩa là nó ngủ cái giấc rất là dài, nó vẫn thức 1 2 chập trong khoảng thời gian đó nha, nhưng mà nó chỉ thức bởi vì nó khát nước thôi, bạn cho nó uống nước cái nó tự giác lăn ra nó ngủ lại. Hoặc là có những bữa nó đau răng hay gì thì nó sẽ khóc nhõng nhẽo, thì chỉ cần ru dỗ một chút là cũng xong. Còn những đứa trẻ dưới 1 tuổi, các bạn nào là hâm sữa pha sữa liên tục rồi vỗ ợ rồi nó đi vệ sinh liên tục nữa, còn hơn 1 tuổi rồi á, thì không cần thay tã quá nhiều, đi vệ sinh ít ít hẳn luôn, chừng 4 5 cái tã một ngày. Còn dưới 1 tuổi là